Rồi các bạn ơi, Nên xin chào mừng các bạn đến với tập Nên đi Hội An A, và đặc biệt là Nêu Bơ Hội An A nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Nên đi Việt Nam ha. Thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình ở Đà Nẵng tại đây nha các bạn. Và tiếp theo, xin chào đón các bạn đến với hành trình Hội An. Hội An xinh đẹp của chúng ta ha các bạn, trong hành trình Nên đi Hội An. Và các bạn sẽ cùng khám phá với Nên rất là nhiều điều bất ngờ tại Hội An. Nhưng mà ở đây Nên cũng xin chia sẻ một số cái tiếc nói của Nên trong cái đợt đi Đà Nẵng nè các bạn. Những ngày rất là mưa, dù là một cái nơi Nên ở rất là đẹp, hồ bơi cũng rất là đẹp, nhưng mà Nên không được tắm ngày nào luôn. Với thứ hai, Nên định buy live cam video này cho các bạn xem luôn, nhưng mà trời mưa các bạn ơi, không buy live cam được luôn ha. Thì có một số tiếc nói thì thôi, để tiếc nói đó cho dịp sau. Còn bây giờ xin mời chào mừng các bạn đến với Hội An. Nên xin chào mừng các bạn đến với tập Nên đi Hội An A, và đặc biệt là Nêu Bơ Hội An A nghe các bạn. Thì sau một chặng đường rất là dài ha, khoảng 30 cây số, thì Nên đã bắt đầu từ Đà Nẵng tới đây ha, thì Nên đã bắt đầu có mặt tại Nêu Bơ Hội An A các bạn. Đây cũng là một trong những nơi Nên muốn đáng để Nêu lưu tới nhất một lần trong cuộc đời của Nên đó các bạn. Xin mời các bạn tới tập Nên đi Hội An A. Đi thôi các bạn, thì bây giờ sẽ bắt đầu là check in nha, đi nhận phòng các bạn. Rồi mình bắt đầu tới quầy check in ấy các bạn. Các bạn thấy không, ở đây nó có một cái không gian sảnh vô cùng đẹp, và đặc biệt là các bạn thấy ha. Nãy mình quên nói, tức là khi mà các bạn đi vào những cái dịp đặc biệt các bạn, ví dụ như là Giáng sinh và Tết á các bạn thấy trang hoàng cực kỳ đẹp. Các bạn thấy một cái thông quen cực kỳ đẹp không? Rồi bắt đầu vô check in ha. À, anh nhận phòng. Phòng của Nguyễn Quốc Anh. Okay. Bạn thấy dễ thương không mày? Dễ thương quá ha. Và ở đây người ta cũng được chip Avanza. Có mấy cái mã QR code ha, có cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Đúng rồi, các bạn ơi, Hội An và Đà Nẵng á là giống như khách du lịch Hàn Quốc rất là ưa chuộng á các bạn. À, thì bắt đầu chúng ta chờ chút xíu nha, check in ha. Dạ, em sẽ check in cho mình nhé. Em là Vân và là Flex của bên em. Trong trường hợp mà mình muốn đi spa thì em xin phép gửi mình cái menu spa đây. Ok. Cái này nó lại bản tiếng Anh, em chờ với xíu. Đây là cái menu spa của bên em. Vâng, spa của bên em thì sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Dạ. Trong trường hợp mà mình có nhu cầu đi spa thì mình có thể liên hệ với quầy lễ tân hoặc các bạn tổng đài. Thì các bạn ấy sẽ đặt trước cho mình nhé. Và cái này thì mình cần phải đúc trước. Ngoài ra thì bên em cũng có xe điện để di chuyển giữa các khu vực khách sạn ở trong toàn thể complex của bên em. Thì bên phía casino của bên kia cũng sẽ có rất là nhiều hoạt động vui chơi và cũng như là nhà hàng bên đó. Vâng, thì nếu như mà mình có thời gian thì mình có thể qua bên đó để mình chơi. Dạ, yeah. Nhất định là phải dành thời gian rồi. Dạ. Vâng, cái này thì em cũng quên nói, nhưng mà cái hạng phòng mà lúc đầu mình đặt với bên em ấy là phòng twin có 2 giường. Vâng, thì nhưng mà bên em đã upgrade lên cho mình với cái hạng phòng là phòng king và ocean view nhé. Đúng rồi các bạn, ở đây ở cái New World Hội An các bạn, thì cái đợt đặt phòng này của Nin á thì các bạn được quyền úp hạng phòng miễn phí, nhưng mà khi mà khách sạn có phòng dư nghe các bạn, thì mình được úp phòng miễn phí đó, nên là chuyến này Nin được úp một cái phòng view biển trông có thể là cũng khá đẹp ha em ha. Vâng ạ.
chưa biết nha các bạn. Chưa biết sao những thức phim đó, đi làm á các bạn, nhiều khi nhiều bạn nói đi nó tại sao mà không vào nghiên cứu kỹ đi rồi hả làm, tại vì nên thích làm gì hơn các bạn, làm cái gì các bạn sẽ có một cảm giác surprise hơn khi mà các bạn đã xem xong hết trơn rồi các bạn mới làm á, thì cái nét mặt của các bạn sẽ là diễn. Còn bây giờ nó là nét mặt, nếu mà các bạn vui, các bạn phấn khởi nên là thực tế luôn, nó sẽ là thực tế, nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Vâng, thì thủ tục diễn của mình cũng xong rồi nhé. Thì trong quá trình lưu trú ở khách sạn thì bên em cũng muốn giữ của mình là khoản cọc cho những chi phí phát sinh. Vâng, thì cái khoản cọc này sẽ là 2 triệu một đêm. Thì em mình có thể cọc bằng tiền mặt hoặc là bằng thẻ tín dụng. Vâng, trong trường hợp mà mình cọc bằng thẻ tín dụng thì ngày mai khi mà mình check out bên em sẽ hoàn, em sẽ hủy cái này đi. Vâng, và tiền thì sẽ hoàn lại trong thẻ tín dụng của mình nhanh nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Sau đây là Văn sẽ đưa mình đi ha. Thật sự hôm nay này cũng rất là vinh hạnh ha, được Văn quản lý luôn sẽ đưa mình đi. Rồi đi. Vâng. Thực ra thì cái này nó cũng hơi bị đang làm đúng không? Chút. Vâng, tại vì mấy hôm nay trời mưa ấy nên là bên em đang hơi thi công một chút cái ở ngoài kia. Vâng, bữa sáng của bên mình thì sẽ được sử dụng ở nhà hàng Aroma ở bên kia nhá anh nhé. Vâng, nhà hàng thì sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ đến 11 giờ tối luôn. Dạ các bạn ơi, nói thêm với các bạn xíu nha, cái nhà hàng này vô cùng đẹp các bạn. Hồi nãy khi vào thì nên phải chỉnh trang lại một xíu các bạn, tại nên đi về con quãng đường trời mưa, rất là mưa luôn. Thì nên phượt cung đường từ Đà Nẵng cho tới đây khoảng mấy chục cây số các bạn. Nên là nên chỉnh sửa xíu thì nên cứ đi ngang. Tại vì nếu mà ở đây các bạn không thấy, tại người ta đang làm hay ta dán lại, thì nhà hàng rất là đẹp, nhìn về view biển các bạn. Thì Niên sẽ khám phá nhà hàng sau đó gửi đến các bạn nha. Thì các bạn nhìn thấy mà sau lưng của Niên không? Nó có một cái quán Cộng cà phê. Cộng thì Sài Gòn quá nổi tiếng hả các bạn, nhưng mà ở đây có luôn nha các bạn. Nhìn thấy phong cách rất là đẹp. Rồi, tiếp tục đi. Vâng. Thì bên phía này sẽ là hồ bơi nhé. Vâng. Bơi đây. Tuy nhiên thì mấy hôm nay thì thời tiết nó mấy hôm nay thời tiết nó lắm, không tốt lắm các bạn, nên là cái hồ bơi sẽ bơi nhưng mà sẽ lạnh. Nhưng mà nên sẽ khám phá hồ bơi tiếp theo. Vâng. Và khu vực này thì sẽ là phòng tập gym của khách sạn nhé anh nhé. Phòng tập gym của bên em thì sẽ hoạt động 24 giờ luôn. Ok, phòng tập gym ở đây nó phục vụ 24 giờ là nghe các bạn, nhưng mà ngày mai nên sẽ review chi tiết cái phòng tập gym và cái hồ bơi đó với các bạn ha. Còn bây giờ mình sẽ làm cái mini tour cái room ha các bạn trước. Nha. Thì Văn sẽ cùng với Ninh chia sẻ với các bạn và có những cái lưu ý gì thì Văn với Ninh sẽ lưu ý trước ha, để gửi đến các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy thẻ phòng mà mình tắt thẻ ở đây giúp em nhé. Tắt ở đây. Dạ vâng, tầng của mình là tầng 8. Số đẹp này các bạn. Dạ. Nếu mà các bạn nào có biết thì chiếc xe của Ninh vừa mua là cũng là 86 rồi. 8 là phát nha các bạn ha. Nói chung Việt Nam mình rất là thích số 8. Nên là bữa nay nha, Ninh được ưu ái quá. Khách sạn của bên em hiện giờ thì đang có 19 tầng. Tuy nhiên thì mở thì sẽ là mở từ tầng 2 cho đến tầng 18 thôi. Tạm thời là như vậy. Lý do tầng 19 thì tầng 1 và tầng 19 của bên em thì vẫn đang cần thi công một số nữa. Thì đang tạm thời là chưa mở cửa. Chắc thằng đó là thằng đặc biệt nhất ha. Đúng rồi. Vâng. Vâng. Ở đây anh nghe nói là mình có tới 3 khu ha. Là một cái New World, rồi hai khu còn lại là cái gì? Hai khách sạn còn lại là cái gì? Dạ, tức là một khu bọn em có 3 tòa gần nhau ở đây. 3 tòa. Vâng. Và bên em sẽ là tòa số 3. Đúng. Và bên này thì sẽ có tòa số 1 và tòa số 2. Thì tòa số 1 và tòa số 2 thì sẽ là khu residences, thì nó sẽ là khu, nó cũng là giống như khách sạn của bên em này. Thì cũng hoạt động như một cái khách sạn như vậy này. Nhưng mà cái New World này thì có liên quan gì tới cái tập đoàn New World, cái mấy cái khách sạn trong Sài Gòn không? Dạ có. Là New World Sài Gòn, New World Phú Quốc là đúng không? Đúng rồi ạ. Là chung hết. Là chung một hệ thống hết đó nghe các bạn. Rồi ok. Vâng. Thì mình đi hướng này giúp em ạ. Các bạn ơi, ở đây khi mà các bạn đi đặc biệt là những khách sạn mà có tầm quốc tế thế này các bạn, thì các bạn thấy không, ở dưới chân các bạn là thảm ha, còn hai bên là nhìn rất là đẹp nha các bạn, với một cái gam màu thì thấy khá là ấm cúng. Với thứ hai nữa là các bạn sẽ có một cái mùi thơm thoang thoảng các bạn, sự rất là thích ha. Nếu các bạn nào đi các bạn sẽ biết được cảm giác đó, nó có những cái mùi thơm mà có nhạc nữa các bạn, có nhạc du dương nữa ha, để cho các bạn nghe nữa đó. Thì nếu mà các bạn đã coi tập Nindy Vimber Nam Hội An rồi ha, thì sẽ có một cung đường chạy thẳng vô xíu nữa thì các bạn đã tới Vimber Nam Hội An. Còn hôm nay thì chúng mình đi cái đường này nó hơi giữa, nó kiểu giữa các bạn, nhưng mà chỗ này là một chỗ đáng để đi một lần trong đời của các bạn nha các bạn. Thực ra thì ở trong khu complex của bên em có một cái phần nữa là phần sân golf.
Singapore cũng sẽ rất là đẹp. Vâng, và Singapore của bên em là nằm trong danh sách là một trong số những Singapore đẹp nhất của Việt Nam luôn ạ. Vâng, nói đây là ngày mai, ví dụ như là anh Quốc Anh có thời gian thì vâng, thì anh có thể sống quầy lễ tân và bên em sẽ hỗ trợ đưa mình qua bên đó để mình tham quan và mình có thể review trải nghiệm ở bên đó. Dạ, nói chung thì nên chưa đủ đẳng cấp để chơi với Mongol các bạn, nhưng mà để mà đi một vòng giới thiệu với các bạn thì được. Ok. Đây, phòng của mình sẽ là phòng này ạ. Vâng, cho em xin phép gửi cái phòng cho anh. Dạ, em mở luôn đi. Dạ, bữa nay làm phiền bạn chút xíu các bạn. Nó lâu có cơ hội làm phiền người đẹp mấy các bạn. Cũng là công việc của bọn em. Rồi, ok. Wow. Hôm bữa các bạn nên làm cái tập á, khi mà nên bất ngờ quá các bạn, nên hay wow các bạn. Thì số bạn nói sao mà anh wow dữ vậy, nhưng mà sự cái cảm giác mình nó phấn khích đó các bạn. Ồ, rất là sang trọng các bạn. Bước vào nên chưa bước vào trong nha, nhưng mà nhìn từ ngoài nhìn vào là mình thấy một cái sự sang trọng rất tốt là luôn đó các bạn. Rồi, bạn giới thiệu đi. Dạ vâng. Vậy đây. Vâng, đoạn thì đây thì sẽ là toilet của bên em nhé. Dạ. Vâng. Rồi, toilet. Có phòng riêng, phòng tắm và riêng phòng vệ sinh luôn. Rồi. Đó, thì trong toilet thì có đầy đủ dụng cụ các thứ để mình sử dụng luôn. Toilet nhìn rất là sang trọng ấy các bạn, nhưng mà toilet mình sẽ review sau, nhưng mà mình thích cái cánh cửa này. Dạ, mình thích những cái cánh cửa lùa các bạn. Nó vừa đỡ diện tích đó các bạn, và nó thứ hai nó cảm giác cũng đã. Đó, thì đây cũng là hai cái áo yukata thì mình có thể sử dụng để đi biển hoặc là đi bơi ở dưới kia ấy. Các bạn thấy không? Mỗi một cái nơi, mỗi một cái khách sạn á, đặc biệt những khách sạn 5 sao sẽ có một cái áo khác nhau ấy các bạn. Ngày hôm qua nếu mà các bạn nào nhớ, các bạn nhớ xem những tập Đà Nẵng Hội An này nha, tại những tập rất đặc biệt. Tại vì cái tập vừa rồi á, ngày hôm qua là đi là ở Furama ha. Furama Đà Nẵng ha, thì nó có một cái áo khác. Còn ở đây thì nhìn cái áo lại khác nữa, nhìn trông rất là đẹp. Rồi. Dạ vâng. Đây thì sẽ là tủ đồ để mình đựng đồ nha anh nhé. Cái tủ đồ này bằng kính luôn nha các bạn. Nó có kính luôn. Thì trong này thì sẽ có hai cái mặt nạ phòng độc và sẽ có cái safety box cho mình luôn. Thì cái này thì mình có thể để những cái đồ giá trị của mình vào đây. Đúng rồi như là trang sức hoặc là hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Ở đây nó có hai cái khẩu trang N95 luôn. Các bạn thấy khách sạn người ta trang bị tốt không các bạn? Rất tốt chú đáo đúng không ạ? Dạ. Nhìn thấy là nó hơn cả sự chú đáo mọi người. Dạ, nó phải dùng cái từ là tuyệt vời. Dạ. Thì ở đây cũng có một số lượng móc nhất định để cho các bạn phơi đồ. Dạ, ha. Đúng rồi. Thì cái mình chỗ này thì các bạn để cái vali ha. Một túi sách của mình ở đây. Dạ đúng rồi. Ở đây nó có một cái đèn, khi mà các bạn bị cúp điện thì các bạn cũng có thể lấy cái đèn này ra. Đúng rồi ạ. Và trong này thì sẽ có cái nữa là sẽ có dép đi trong nhà, có túi giặt là. Vâng, túi giặt là này trong trường hợp là mình có đồ mà mình cần giặt ấy ạ, thì mình có thể đặt cái này ở bên này. Cái đồ đánh giày. Đồ trong đúng rồi ạ. Rồi. Còn đây là cái cây để để anh lấy giày, sọc giày vô. Đúng rồi ạ. Rất là đẹp nha các bạn. Đẹp đó. Dạ. Chung thực sự là nên nói là nó giống như là gọi là gì ta, chu đáo tặng răng luôn các bạn. Dùng từ tặng răng luôn. Đây. Đi anh Mr. Nguyễn, cô anh Nguyễn ạ. Các bạn ơi, thì Ninh sẽ giới thiệu sơ với các bạn luôn nha. Ở cái Hội An A này á, các bạn đi qua Hội An A này á, thì Ninh sẽ làm một cái tập nói về Ninh là ai luôn cho các bạn nha. Tại vì thật sự mà nói thì Ninh làm YouTube cũng gần 2 năm rồi ha. Thì Ninh cũng phải nên giới thiệu cho mình thấy các bạn. Thì trong tập này Ninh sẽ giới thiệu về Ninh là ai đến các bạn luôn nha. Thì ở đây Ninh tên thật là Nguyễn Quốc Anh. Giờ giới thiệu trước như vậy đi các bạn. Nên khi là các bạn thấy á, người ta hay chào Ninh á, là bằng tên Nguyễn Quốc Anh. Tại vì trong căn cước công dân của Ninh là Nguyễn Quốc Anh ha. Và thêm một nữa thì bên em có để sẵn, tức là để điện thoại bàn ở đây anh. Thì trong trường hợp mà ví dụ như mình muốn gọi xuống dưới bộ phận tổng đài của bên em mà cần sự giúp gì, thì mình có thể ấn phím 0 thì nó sẽ trực tiếp kết nối đến tổng đài luôn. Thêm cái thứ hai nữa là bên em có cài đặt sẵn cho mình một cái quyển là quyển menu cho nhà hàng ấy, tức là mình muốn gọi đồ ăn về phòng thì mình có thể ấn cái nút in room dining này giúp em nhé. Đây là ngay đây. Cũng rất là tiện lợi. Và thêm một cái nữa là những cái mình sẽ không cần phải sử dụng củ sạc pin điện thoại mà mình có thể dùng cái dây sạc của mình cắm trực tiếp lên là có thể sạc được rồi. Cắm trực tiếp vào. Đúng rồi. Trực tiếp vào đây. Nó có cổng USB ấy các bạn. Vâng. Thì các bạn chỉ cần không cần củ sạc luôn, các bạn chỉ cần cắm vô là vô. Đúng rồi ạ. Rồi. Em nói sơ về cái ý tưởng thiết kế của cái căn phòng này được không em? Thực ra thì tức là khách, lượng khách chủ yếu của bên em ý, thì cũng là rất là nhiều khách là khách đến từ Hàn Quốc, ví dụ như là để chơi golf ấy anh. Đó, thì tức là anh nhìn tổng thể thì có thể là cái phòng của bên em thì khá là đơn giản.
nhưng mà nó lại sang trọng theo kiểu là hơi style Hàn Quốc và Nhật Bản. À, tại Hàn Quốc và Nhật Bản nên các bạn thấy cái áo phong cách cũng khá là Nhật Bản. Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Cái áo ngủ á các bạn. Và ngoài ra thì đây bên em cũng có chuẩn bị một số đồ uống như là cà phê. Ngoài ra thì bên em cũng có hai chai nước cho mình hàng ngày. Các bạn thấy một cái điều sang trọng nó tốt lên các bạn. Cái chai nước nhìn cũng sang trọng đó các bạn. Một số nơi là bằng cái chai mũ ha. Thì đi thân thích chai mũ lắm các bạn, tại vì chai mũ thứ nhất là nó không thân thiện với môi trường ha. Cái này bằng chai thủy tinh nhìn thân thiện môi trường mà nhìn nét đẹp, cái này chống đồng đó. Bạn thấy không? Nó có chống đồng ha. Chống đồng. Cái chai này là mình tự sản xuất luôn ha. Vâng, cái chai này thì là bên em đặt riêng. Ồ, đặc riêng cho cái New World thôi nha các bạn. Hay là bên hai cái khu kia cũng là chai nước giống vậy đúng không? Đúng, tại vì bọn em là chạy cùng một hệ thống nên là bọn em cũng có những cái đồ. Nhìn chai nước không là thấy là uống liền luôn, sang quá các bạn ơi. Ngoài ra thì bên em cũng có đồ mini bar ở trong tủ lạnh thì nó sẽ nằm ở đây nha anh nha. Vâng, đây là tủ lạnh của bên em. Cái tủ lạnh này nhìn rất là lạ các bạn. Dạ, vâng. Thì mình có thể để đồ của mình ở đây và để nước, chai nước các thứ ở đây. Tủ lạnh này anh nghĩ chắc phải đặt riêng đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Các bạn nhìn này nha, các bạn nhìn tủ lạnh, cái đặc biệt của nó là nó áp vô xong cái miếng cửa luôn á các bạn. Và ở đây á là nó sẽ có nguyên cái ngăn giống gì nè. Thường thường các bạn thấy cái tủ lạnh thấy không, là các bạn sẽ kéo ra ha, các bạn để vô thì là theo cái chiều ngang, thì cái này cái chiều dọc luôn, nó dọc xuống luôn này các bạn thấy không, dọc luôn nhìn đẹp quá ha, rất là đẹp. Quá em ơi, từng chi tiết một tốt là sẽ đẹp. Vâng, và thêm một cái nữa là bởi vì cũng biết là anh Quốc Anh đến với khách sạn của bên em á, thì bên em cũng có chuẩn bị một chút hoa quả và đây là để chào mừng anh với cả bên em. Ở đây nên thấy rất là chú trọng đến chi tiết các bạn không, người ta ghi bằng tay nè. Các bạn thấy không? Bằng tay. Nên thật sự trong những tập nếu các bạn coi cũng đi thấy nên đều đi những cái sạn khá là nổi tiếng ha. Thì ở đây lúc nào mà ghi bằng tay này thì cũng đều có cảm xúc á các bạn. Đặc biệt là vừa rồi Nin ở Intercontinental Phú Quốc á các bạn, trong cái dịp sinh nhật của Nin ha, thì cũng có một cái bằng tay. Thì bây giờ ở đây nó cũng bằng tay nhìn rất là đẹp các bạn. Chữ New World, người ta chăm chút từng chi tiết nhỏ nhưng mà mình thấy mình vui các bạn. Tại vì mình thấy cảm giác mình được sự quan tâm rất là lớn từ cái nơi mà mình lưu trú. Vâng, đó cũng là niềm vinh hạnh của khách sạn bên em. Chắc anh cũng là vinh hạnh của anh luôn. Vâng, đó, với cả ở ngoài bên phía bên này thì tại vì view của bên mình sẽ là view biển nha. Tuy nhiên thì tòa của em bên em nó hơi xa biển một chút thì nó không được nhìn thẳng gần biển, nhưng mà cũng có view biển ở phần kia. Ở dưới phần đằng này thì cũng là sân đậu trực thăng luôn. Sao mình nói trong này chút xíu nha các bạn. Ở đây nó nhìn vô, bắt đầu nhìn vô nó nhỏ nhưng mà mình càng ở đây mình thấy nó càng lớn các bạn, giống như là nó giống như là một cái căn hộ mini studio á đó. Nó có cả sofa, nó có cả bàn làm việc. Sofa bàn làm việc nó kết hợp chung với nhau thành một cái bàn luôn. Thành một cái bàn lớn luôn. Các bạn này mà nếu mà các bạn mà có bạn bè ngồi đây chiêu nhậu là cũng tốt luôn á các bạn. Ngồi có thể là bốn năm người gì đó ha. Ở đây có một cái giường rất là lớn ha các bạn. Giường này rất là mịn. Cảm giác nhìn là muốn ngủ luôn đó các bạn. Còn những cái tường á, tường ngoài sau lưng á thì đều được ốp bằng cái này vải ha. Cái này bằng vải nhá. Bằng vải hay giấy dán tường em? Cái này là bằng vải đấy. Bằng vải luôn. Nó giống như kiểu là một cái Thấy anh thấy cảm giác nó giống như là nhìn rất là đẹp ha. Nói chung cái này mình sẽ nghiên cứu thêm nha các bạn. mình thích lắm các bạn, tức là ở đâu cũng có một cái bức tranh đó. Và các bạn thấy không, nhìn nè, các bạn nhìn ở đây nè, các bạn có thấy được nè, đậm nét Hội An chưa? Chỗ này là cái bức ảnh này là các bạn thấy đậm nét Hội An ha. Thường á các bạn nên thấy mấy khách sạn lớn nha, đặc biệt là mấy khách sạn mà tầm quốc tế á, người ta rất là chú trọng tới văn hóa địa phương. Nên là các bạn khi mà các bạn vào trong này, các bạn sẽ thấy được cái nét gì đó văn hóa địa phương. Nó sẽ không thể hiện cái điểm này, thì thể hiện cái điểm khác ha. Một số thì thể hiện một cái bức tranh ở ngoài sao có cái giường. Một số thì nó sẽ thể hiện trên cái màn hình điện của cái tivi. Ồ, cái tivi này màn hình khá là rộng các bạn. Bự lắm nha. Thì tiếp theo đó ha, giống như ngày qua các bạn đi Furama đúng không? Tất cả mọi kiến trúc của Furama đều là của Champa ha. Và thứ hai nữa là trong đó đều có những cái đồ bằng sứ bằng sành đấy các bạn, của người Champa luôn. Thì ở đây cũng có bằng sứ bằng sành nhưng mà nó kiểu hiện đại hơn. Thì bắt đầu mình sẽ ra ngoài đó thôi em. Nói về cái view của cái phòng này các bạn. Cái cây này các bạn có nhiều người không biết xài lắm nha. Nào khi các bạn kéo một cái là nó đứt luôn á. Đây là cửa bạn.
đó. Đường tới thiên đàng các bạn. Nên chắc chắn thật sự ở mỗi tập á, khi mà đến ở khách sạn này review cái căn phòng á, nên rất là thích review nhất đó là cái ban công á các bạn. Ở đây tiếp tục một cái ban công rất là rộng và lớn. Hey, em ha. Dạ vâng, ban công của bên em khá là rộng và có khu vực hút thuốc dành riêng ở ngoài ban công này luôn. À, tức là hồi nãy Văn có nói á, tức là các bạn không được hút thuốc trong phòng, nhưng mà các bạn được quyền giao vào đây các bạn hút thuốc nha. Nhưng mà các bạn nhớ lưu ý là nên nghĩ không nên hút thuốc là tốt nhất đó các bạn. Thật sự mà nói, ở đây có hai cái ghế, mà ghế ở đây á các bạn biết sao, cái điểm hay của nó các bạn, cái ghế để cho mình ngồi lâu mình ngắm cảnh thì người ta thường lót miếng mút này các bạn, mà bạn ngồi im hơn là cái ghế thường á. Nếu mà cái ghế thường là bằng cái này thì các bạn ngồi nó sẽ lâu, nó sẽ không có thoải mái, có luôn cái tựa. Và ở đây cũng rất là rộng ha. Nếu mà các bạn thấy ở bên Furama thì nó có một cái không gian ở ngoài này cũng rất là rộng, thì ở đây cũng rất là rộng mà theo kiểu hiện đại hơn, bên kia thì theo kiểu sân vườn hơn nha. Rồi. Và từ đây thì mình cũng có thể nhìn thấy nhà hàng của bên em ở dưới này. À, rất là đẹp các bạn ơi. Và khu vực sân golf thì ở bên đằng kia nha anh. Anh có thể nhìn cái nhà to ở đằng kia kìa. À. Vâng, đó. Thì đấy là khu vực sân golf của bên em ở bên này. À, cái hồ này là tự nhiên đó em. Dạ. À. Tức là cái khu vực ở đây nó khá là tự nhiên nhé. Ờ, đều kết hợp tự nhiên hết á. Ờ, các bạn thấy cái chữ H không các bạn? Đó là cái nơi đáp trực thăng đó các bạn. Đó, cái dòng để mình đáp trực thăng đó ha. Và dưới đây các bạn nhìn ở dưới các bạn sẽ thấy cái nhà hàng ha. Cái nhà hàng Aroma đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Aroma, Aroma có nghĩa tiếng Việt là gì ta? Aroma thì nó giống như kiểu là một cái gì đấy hào quang lấp lánh. Hào quang lấp lánh. Dạ. Xa xa mà kia là biển ấy các bạn. À, biển bữa nay rất là động và biển nó không được đẹp lắm ha. Tại vì mấy ngày hôm nay là đang mưa nên là biển nó động nên là nó bị. Nên mong rằng sẽ có cái thời tiết may mắn để mà Niên có thể ba lai cam một vòng ở đây. Thì ngày hôm qua Furama rất là đẹp nhưng mà Niên không thể nào ba lai cam được. Tại vì trời mưa hết các bạn, thì Niên mong rằng sáng ngày mai khi mà thời tiết nó đẹp hơn á thì Niên sẽ ba lai cam khu này để cho các bạn thấy được cái khu này nó đẹp ha. Cũng nằm trong cái khu vực complex này của bên em luôn. Uh-huh. Đó, thì ví dụ như trong trường hợp mà mình muốn trải nghiệm thêm về dịch vụ của spa cũng như là casino và các dịch vụ giải trí thì mình có thể báo với bên em sẽ đưa mình qua bên đó. Bên em sẽ có xe điện ở trong khu vực này luôn. Uh-huh. Đó, vâng. Dạ. Ở bên kia cũng có rất là nhiều nhà hàng ngon. Rất là nhiều nhà hàng ngon hả em? Dạ, vâng. À, nhưng mà cái đợt này có hơi tiếc nói xíu các bạn là cái trong cái combo này của Ninh thì Ninh được giảm 20% tại nhà hàng Aroma thôi. Nên là có thể Ninh sẽ trải nghiệm tại nhà hàng Aroma với các bạn trước. Và cái điều thứ hai nữa đó là nó có một cái tiệc trà chiều. Cái tiệc trà chiều này thì Ninh thấy ở trên Instagram và Facebook của Hội Nga đang quảng cáo rất là rầm rộ. Và cái tiệc trà chiều này ha, giá dao động thì bao nhiêu em có thể chia sẻ thêm không Văn? Cái tiệc trà chiều này thì ở tầng 16 á các bạn. Vâng, đúng. Tầng 16 ha, thì nó nằm ở khu bên kia. Nó nằm ở cái khu Residence á. Đó, thì nên là nếu mà có cơ hội, có thời gian thì Ninh sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn. Ba cái hồ bơi. Có một hồ bơi ở New World bạn em. Hai cái hồ bơi ở hai phía bên kia. Có một cái hồ bơi trên cái tầng 16, 16 và một hồ bơi ở tầng trệt ở trên này. Hồ bơi tầng 16 nó vô cực không em? Là hồ bơi vô cực đấy. Các bạn rất là cảm ơn Văn nghe các bạn. Tại vì các bạn đi qua bên đó mà các bạn sử dụng dịch vụ. Bây giờ tại vì từng khu là sẽ có một cái riêng đó các bạn. Thì bình thường các bạn đi qua bên đó trải nghiệm những dịch vụ bên kia, đặc biệt là cái hồ bơi ở tầng 16 á, thì các bạn phải tốn phí một người là 200.000 ha. Còn nếu ăn uống luôn thì khoảng 300 mấy chục ngàn cộng. Thì ở đó còn bữa nay là Văn offer cho nên là free luôn các bạn. Rất cảm ơn Văn nha. Cảm ơn em. Ok, rồi đi nghĩ là cái review đến đây là khá chi tiết rồi đó các bạn. Nói đến các bạn còn những cái gì chi tiết hơn, trải nghiệm ở đây như thế nào thì nên sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo nha. Thì mini tour của hai đứa mình hết rồi các bạn ơi. Và Ninh và Văn rất là cảm ơn các bạn nha đã xem tới đây ha. Thì tập này có thể rất là dài nên là các bạn cứ các bạn nhớ đừng bỏ qua nha, hãy xem hết nha các bạn, để các bạn hiểu hết chuyến đi ha. Nhớ like, share và subscribe kênh nha các bạn. Cảm ơn. Tiếp theo là mình sẽ review cái toilet nha các bạn. Đó, các bạn thấy một cái không gian toilet rất là ấm cúng không? Ở đây thì nãy có Văn ha, thì mình không có đi chi tiết cái toilet, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi chi tiết toilet nha các bạn. Các bạn thấy này nha, toilet nó có một cái khăn ha. Khăn này làm nó phanh tròn lại rất là dễ thương. Hai bên đối xứng là hai cái đèn ha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy có một số cái đồ nó rất là cao cấp. Ví dụ nha, một cái tiếp đây cho các bạn thoa ha, kem ha.
Rồi các bạn thấy không, cục xà bông cục nhìn cũng rất là cao cấp. Và ở đây nó có một cái đồ sấy tóc ha. Tiếp theo đó là gì? Bộ dụng cụ cá nhân. Đó, các bạn thấy không? Bộ dụng cụ cá nhân nhìn trong màu trắng thì cũng rất là cao cấp ha các bạn. À. Rồi. Tiếp theo có cái gì? Có cái càng ha. À, chỗ cái càng này các bạn thấy nó có một cái gì không? Nó lại có một cái đèn nữa. Để tôi đi cởi mở mấy cái này. Không có gì, chỉ là trang trí thôi ha. Thì tiếp theo các bạn sẽ thấy nó là hai khu ha. Một khu tắm đứng. Tắm đứng này thì có cái dòi sen tắm mưa nè. Và thứ hai nữa, những cái dòi sen cũng rất là cao cấp ha. Thì bên đây là người ta sẽ gắn luôn cả ba cái loại này vào trong cái này ha. Sambo, dầu gội, sữa tắm và dầu xả chung luôn nha các bạn. Nên nghĩ chắc sẽ dùng một cái loại này đó. Cũng rất là cao cấp và mắc tiền của Ý. Italy, loại này của Ý các bạn. Và tiếp theo mình sẽ tới cái gì? Cái toilet. Cái toilet này nhìn rất là sang trọng các bạn ơi. Toilet này rất là sang trọng ha. Nó có cái rất là sang trọng. Toilet này nó có cái thiết kế là nó ấy luôn nha các bạn. Tức là nó không cái âm xuống cái nền mà là nó âm vào cái tường ha. Rất là sang trọng. Nút nhấn ở đây. Nói chung là về tổng thể các bạn ơi, đó là rất là sang trọng. Ở trong cái toilet thì được thể hiện rất là sang trọng. Đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.